Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần tích cực chủ động chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 738 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm sức khỏe bộ đội, không để dịch bệnh xâm nhập lây lan trong đơn vị, giữ vững chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2020. Ngay từ cổng doanh trại, áp phích tuyên truyền cho mỗi quân nhân thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Đơn vị duy trì nghiêm các ca kíp trực ban, canh gác, kịp thời chấn chỉnh nhắc nhở quân nhân và khách ra vào quan hệ công tác, đảm bảo tiêu độc sát trùng, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị. Quản lý huấn luyện 520 chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2020 trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 luôn diễn biến phức tạp. Làm gì để duy trì đúng đủ tiến trình biểu huấn luyện và đảm bảo an toàn không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị là mối lo lắng bận tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An trong mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đơn vị đã tập huấn phòng chống dịch bệnh cho 100% cán bộ huấn luyện và quân y các đại đội. Đơn vị cũng đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, tăng cường kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp để nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý chặt chẽ quân số, nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật, cấm trại 100% quân số, không giải quyết quân nhân ra ngoài doanh trại, tạm ngưng đón tiếp thân nhân gia đình lên thăm chiến sĩ mới, điều chỉnh các kế hoạch tổ chức học tập huấn luyện, hành quân rèn luyện, tổ chức huấn luyện đội hình cấp trung đội là chính, nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh vào đơn vị. Phòng chống COVID xâm nhập đơn vị là một nội dung rất là quan trọng mà Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn rất quan tâm. Thì trong thời gian qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, thì đơn vị xây dựng đầy đủ các văn bản hướng dẫn ở cấp mình, quán triệt triển khai ở từng cấp một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Nó được thể hiện như thông qua các chương trình phát thanh nội bộ, thông qua các cái tờ rơi, pano, áp phích, thông qua cái quá trình học tập, công tác, sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời khuyến cáo gia đình, thân nhân của chiến sĩ mới là không lên thăm chiến sĩ mới trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh như diệt khuẩn, rồi khuyến cáo các đồng chí chiến sĩ mới là vệ sinh cá nhân, ăn ở sạch sẽ, vệ sinh khu vực xung quanh doanh trại của đơn vị. Đồng thời thực hiện nghiêm việc rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe cho bộ đội và thực hiện nghiêm các quy định khuyến cáo của Bộ Y tế và của quân khu về thực hiện giãn cách trong học tập, công tác, sinh hoạt được duy trì một cách chặt chẽ và nghiêm túc ở từng cấp. Trung đoàn cũng đã vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện, tập trung phân chia huấn luyện nhỏ lẻ theo cấp trung đội. Khi tổ chức các nội dung mang tính tập thể như đọc báo, xem thời sự hàng ngày, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần kết hợp ngày pháp luật hàng tháng, giáo dục chính trị, tất cả cán bộ chiến sĩ phải đeo khẩu trang cũng như hạn chế việc trao đổi nói chuyện để bảo đảm ngăn ngừa phòng chống dịch. Quân y mỗi ngày phun thuốc diệt khuẩn, đảm bảo nước muối trước từng dãy nhà trung đội. Trực ban mỗi ngày kiểm tra vệ sinh doanh trại, nhà vệ sinh, nhà ăn đều bố trí dung dịch rửa tay và xà phòng rửa tay sát khuẩn, thực hiện rửa tay trước khi ăn cơm. Loa truyền thanh nội bộ mỗi ngày tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cập nhật thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế. Cán bộ huấn luyện nhắc nhở chiến sĩ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trước mỗi giờ sinh hoạt tối. Để đảm bảo cho dịch bệnh không xâm nhập vào đơn vị, quân y Trung đoàn 738 thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ huy Trung đoàn trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vật tư y tế phòng chống dịch như máy phun thuốc, thuốc diệt khuẩn, khẩu trang, nước rửa tay sát trùng, đảm bảo nước muối cho bộ đội súc miệng hàng ngày, thường xuyên tổ chức kiểm tra vệ sinh doanh trại, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy Trung đoàn các biện pháp ứng phó kịp thời để phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị. Với quân số lớn, ăn ở tập trung, chỉ cần lơ là, mất cảnh giác với một nguồn lây nhiễm từ ngoài xâm nhập vào doanh trại thì hậu quả rất lớn. Nên đơn vị đã lập phòng tuyến phòng chống dịch bệnh, bắt đầu từ ý thức của mỗi cán bộ chiến sĩ.
biện pháp hiệu quả là tập thể đơn vị tự cách ly với xã hội, thực hiện giao dịch không tiếp xúc với nhân viên điện lực, bưu điện, tiếp phẩm, công nhân thu gom rác. Lực lượng của đơn vị được cử đi phục vụ ở các khu vực cách ly trong tỉnh, sau mỗi đợt làm nhiệm vụ cũng được cách ly theo quy định, trước khi tái hòa nhập vào hoạt động của đơn vị. Ngoài số khẩu trang y tế được cấp, đơn vị cũng cấp cho mỗi chiến sĩ mỗi người 2 khẩu trang vải kháng khuẩn sử dụng nhiều lần. Thực hiện nghiêm quy định, hội họp sử dụng khẩu trang y tế, ra thao trường sử dụng khẩu trang vải. Ngay từ khi được thông báo của cấp trên cũng như các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề tổ chức phòng dịch COVID-19, song song đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và các nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng theo chỉ lệnh huấn luyện năm 2020, thì đơn vị đã tổ chức rất tốt cái công tác phòng dịch. Đầu tiên là công tác giáo dục và quán triệt. Đơn vị đã tổ chức tốt cái công tác giáo dục, thông báo cho cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị về tình hình và độ nguy hiểm của dịch bệnh. Qua đó đã triển khai các cái biện pháp, đồng thời hướng dẫn các cái biện pháp cụ thể cho bộ đội trong công tác phòng chống dịch như thường xuyên vệ sinh, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng sát khuẩn để bảo đảm cho anh em trong quá trình sinh hoạt. Thứ hai là tổ chức cho toàn đơn vị đeo khẩu trang trong suốt quá trình sinh hoạt. Thứ ba là tổ chức tốt việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào đơn vị bằng biện pháp ngăn ngừa tại cổng gác như là tổ chức phun thuốc khử khuẩn các loại phương tiện xe cộ ra vào đơn vị, kiểm tra thân nhiệt đối với người ra vào đơn vị, kể cả dân sự cũng như quân sự khi liên hệ công tác. Và đồng thời là toàn đơn vị thường xuyên tổ chức tốt việc phun thuốc sát khuẩn trong toàn doanh trại, đặc biệt là khu vực nhà ăn, nhà bếp, các dãy nhà ở của bộ đội, thường xuyên tổ chức vệ sinh, tổng vệ sinh doanh trại để bảo đảm về nơi ăn, chỗ ở, vệ sinh hàng ngày, tổ chức tốt việc xúc họng bằng nước muối cho bộ đội hàng ngày, cho bộ đội uống thuốc để tăng cường sức đề kháng cho anh em trong suốt quá trình tổ chức huấn luyện. Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào đơn vị, thời gian qua, Trung đoàn 738 đã duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định. Những chiến sĩ có thành tích tốt trong huấn luyện được bồi dưỡng nâng cao, chiến sĩ còn yếu được tham gia các giờ huấn luyện bổ trợ. Thời gian qua, 100% chiến sĩ mới an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện. Kết quả kiểm tra bắn tập có 100% đạt yêu cầu. Qua gần 2 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không đào bỏ ngủ hoặc vắng mặt trái phép. Duy trì quân số khỏe đạt 99,6% tham gia học tập công tác. Chiến sĩ mới đã nắm được kiến thức cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, vững vàng tự tin tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao.